chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Làm Việt Audio. Thì hiện tại là ngoài môi trường ngoài này nó hơi ổn nên là quý vị thông cảm một chút. Thì hiện tại là em đang có mặt tại số 36 Kim Mã. Ở đây là thẩm mỹ viện Sohi. Ở đây là một trong những cái dự án mà bên Làm Việt Audio đã đặt loa âm trần cho hệ thống spa. Thì bây giờ em sẽ mời quý vị cùng vào xem chi tiết ở bên trong và em thiết kế thi công như thế nào. Thì đây là sảnh tầng 1 của thẩm mỹ viện Sohi. Đây là sảnh tầng 1 của thẩm mỹ viện Sohi. Thì đây là hệ thống loa âm trần gồm có 4 loa DBPS 303, dòng loa âm trần nghe nhạc có công suất là 10W và là loa đồng trục để nghe nhạc hoặc là phát nhạc du dương đều rất là ok. Thì hệ thống loa này là nó sẽ phục vụ cái mục đích chủ yếu là phát nhạc lên cho cái spa và để cho khách hàng là cảm giác thoải mái khi đến với dịch vụ của spa. Rồi, bây giờ em sẽ mời quý vị cùng lên với cái tầng tiếp theo để xem các hệ thống loa nó như thế nào. Đây có loa ra được đường sảnh. Đây là tầng 2 của thẩm mỹ viện Sohi theo công nghệ Hàn Quốc. Các bác là vào đây, tầng 2 đây. Thì hệ thống loa hành lang với lắp dọc theo đây. Và ở đây với lắp đặt hệ thống chiết áp. Các bác thấy đây là cái chiết áp nhé, đây là công tác quan trọng này. Nếu các bác mà không sử dụng hệ thống âm thanh phân vùng đấy, các bác có thể để ý tiếng nhạc nó đã to lên. Là ở trong các phòng chăm sóc thì đều có các cái loa âm trần 303 để cho khách hàng nghe nhạc thật là thoải mái, thật là chill, thật là relax. Các bạn xem chi tiết. Đây, dọc theo hành lang nha, là có một cái loa là để khi chúng ta đi xung quanh đều có thể nghe được nhạc. Với chủ trương của chủ đầu tư cái dự án này là luôn mong muốn là dù ở vị trí nào, khách hàng luôn luôn được nghe nhạc và thư giãn thoải mái tốt nhất khi đến với Sohi. Đây là phòng chờ nhé, phòng chờ của khách. Thì hiện tại là Sohi đang hoạt động và mới khai trương gần đây. Đấy, quý vị có thể nghe thấy là cái bản nhạc của spa này là hướng tới cái dòng nhạc chill, cái dòng nhạc thư giãn nhẹ nhàng. Tiếng chim chóc, tiếng piano hòa quyện vào nhau của tự nhiên. Đây là tầng 5 của trung tâm spa Sohi. Hiện tại thì các tầng bên dưới đã đông, nó đầu đón tiếp khách vào giường dịch vụ nên mà em không quay được, em sẽ hơi nói nhỏ một chút, các bác thông cảm. Sau đây là mời vào các bác xem tầng 5. Tầng 5 này thì khách chưa sử dụng dịch vụ ở đây. Đây là em sẽ mở nhạc lên. Sử dụng chiếc áp này rất là dễ. Các bác lắp đặt các cái âm thanh mà muốn là đồng bộ âm thanh nhưng mà lại muốn là điều chỉnh cái tiếng từng tầng một thì dùng cái chiếc áp này. Và cái chiếc áp này có cái lưu ý đặc biệt của nó ấy, là các bác phải lắp đặt trước khi đi đường điện, tức là đi dây kèm theo đi chiếc áp luôn. Thì như vậy lắp đặt nó mới thuận tiện và nó dễ điều chỉnh. Thì như ở các tầng dưới nó bao gồm hệ thống loa âm trần ở cái sảnh này. Đây là sảnh chờ của khách. Nó gồm một và hai con. Cái sảnh này bao gồm các dịch vụ nhỏ lẻ khác. Ở trong các phòng riêng này đều có loa 303. Đều nghe rất là du dương, rất là thoải mái. Đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ. Đây. Vừa rồi là em đã giới thiệu cho quý vị là cái hệ thống âm thanh của cái spa Sohi được Làm Việt Audio lắp đặt thi công
với hệ thống loa âm trần và sử dụng âm ly, sử dụng loa âm trần nghe nhạc du dương. Nếu quý vị có nhu cầu lắp đặt hệ thống loa âm trần cho các cái trụ sở của mình, cho công ty hay là cái văn phòng, như cái spa như này, thì hãy liên hệ để Đào Việt Audio được tư vấn trực tiếp, hỗ trợ tốt nhất về mặt kỹ thuật và giá cả. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.